100 ngàn. Có nghĩa là mỗi mỗi viên là 1 triệu. 18 triệu là 18 viên. À, trừ đi cái khoản mà cái turbo nó hồi thì cũng 19 viên được. Chơi. What's up và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng MG. Thì hôm nay chúng ta đến với phần chơi Survival Evolved Vagero tập thứ 3. Nói về nội dung tập trước một tí, đó là mình dự tính là mình sẽ xây cái nhà. Nhưng mà trước khi xây cái nhà thì chúng ta sẽ tìm những cái vật liệu, nguyên vật liệu của riêng cái mod đó. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi anh em ơi, và mình không có xây cái nhà kiểu như hình tròn, mà ở cái season 3, nếu mà anh em nào mà là fan của mấy game từ trước tới giờ á thì anh em sẽ biết được á, là mình có ở cái season 3 ở cái map Volcano, cũng là cái mod Comet Alive lúc trước, bây giờ là Eternal. Và mình cái xây tránh mấy cục đá ra chơi. Ok, và mình cái xây cái nhà cũng hình tròn, cũng y chang cái dự định mà mình muốn xây. Nhưng mà thôi, mình nghĩ lại rồi, nó rất là kiểu như để chuyển đổi vật liệu từ bên game ARK mà chuyển đổi qua bên vật liệu bên riêng của mod đó, nó rất là khó và cần tốn rất là nhiều thời gian, cho nên là thôi mình sẽ quyết định cài một cái mod khác mà xài vật liệu của ARK luôn. À, thì đại loại là mình cũng không có nhớ cái tên nó rất là dài, nhưng các bạn biết là cái này là mấy cái vật liệu ở trong đây để xây nhà thì chúng ta có thể xây tùy ý, và cái vật liệu của nó rất là kiểu như là cái modem mới bây giờ. Không, nó rất là nhìn rất là nhà kính, rất là ngoài hành tinh, chứ không có nhà sàn, nhà gỗ, nhà đá nữa. Thì mình đã bỏ cái mod nhà tròn kia ra rồi, và bây giờ mình đang nấu tập trung lực lượng để nấu thật là nhiều metal để chúng ta sẽ làm một cái máy có tên là convert, kiểu như là chuyển hóa đồ. Lúc trước cái tên cũ của nó là render, nhưng mà bây giờ nó chuyển hóa thành resource convert rồi, và bây giờ mình nghĩ là mình đủ để mình làm. Và sau khi làm xong á, thì chúng ta sẽ đặt ra và nấu metal rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ đi thu gom metal. Metal ở đây mình có 1.900 rồi. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào đây những nguyên vật liệu cần làm. Cái đó hình như là nó ráp ở trong cái Eternal Workbench luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ ráp cái Eternal Workbench trước. Đây. Đây Eternal Workbench đây, và có hai cái Eternal Workbench. Cái DLC này là cái gì thì mình chưa có nghiên cứu tới, nhưng mà tạm thời mình sẽ chơi cái Workbench gốc trước đi. Ok. Và tạm thời thì mình sẽ ở cái nhà này nha anh em. Ở cái nhà này, sau khi mà có nguyên vật liệu rồi, mình sẽ dành ra một tập để mình xây, mình design cái nhà mình lại cho nó đẹp một tí nữa. Tạm thời mình để đây đi. Rồi, và bây giờ mình sẽ lấy hết tất cả các thứ convert đây. Sao lạ ta, cái mod mình để ý nha, cái mod Edge Loot á, nó kiểu như nó full đồ rất là nhanh, còn cái mod quỷ này nó full đồ mà kiểu như là nó cái phạm vi của nó không tới anh em, full đồ có lúc được lúc không. Chắc là mình sẽ xài lại cái mod Edge Loot. Rồi bỏ vào cái đó là mình cần tới tới tận 3.000 mấy metal lận, cho nên lấy đây đỡ một miếng 3.200 metal. Mình sẽ tính cái đường metal trước, 2.500 đúng không, 700 nữa. Ok, vừa đủ. Rồi giờ chúng ta sẽ bỏ vào đây, và tiếp theo là nó cần nguyên vật liệu gì. Rital, cementin, rital và cementin, oil và polymer. Ok, tính rital trước, rital rất là nhiều.
Seventeen đây và Polymer đây. Mình nhớ Seventeen mình còn nhiều lắm mà ta. Hay là Seventeen à, chết cha rồi. Mình nhớ là Seventeen mình bỏ vào cái workbench của cái mod Aviara Ari. Mà bây giờ nó mình bỏ mod nó rồi, cho nên là cái workbench nó mất thì đồng nghĩa với Seventeen nó mất theo luôn. Bây giờ đi farm lại. À, đây còn vấn đề mà tôi nan giải nhất là ở cái tập trước mà tôi có hỏi anh em về cái vấn đề level up counter nè. Tôi bỏ vào thì bây giờ từ từ tôi đã hiểu được cái vấn đề cái công dụng của cái item đó rồi. Nhưng mà về vấn đề mà reset điểm lại của khủng long nó vẫn bị reset nha anh em. Tại vì cái level up counter một số anh em nói là chỉ để cho mình biết được là mình đã nâng bao nhiêu điểm thôi, còn cái việc reset hay không là vẫn bị reset nha anh em. Tại vì từ trước tới giờ tôi chơi những cái độ khó cao như thế này á thì đa số sẽ bị reset rất là nhiều. Sau khi mà các bạn vào game và vào game thêm được một con, cái dãy số nó rất là khủng, và khi các bạn thoát game ra các bạn vào lại thì nó sẽ bị reset lại. Cái vấn đề đó không có cách fix, không có cách khắc phục được. Còn anh em nào mà vẫn cãi tôi thì anh em cứ nhìn vào cái con Stego thì anh em sẽ biết. Tôi tóm lại tôi đã hiểu được cái công dụng mà anh em đã nói là cái level up counter rồi. Seventeen Rifle Oi, tôi nhớ tôi còn Oi 800 đúng không? Á, mất tiêu Oi luôn. À, đây, tôi thấy rồi. Ồ, 800 vừa đủ luôn anh em. Bỏ vào và lấy tiếp tục Seventeen. Má, tôi phải lấy xóa hết, tại vì cái đồ này rất là dễ kiếm, chỉ cần quơ cục đá thôi là dễ kiếm thôi lắm. Cho nên là cái con này nó nặng quá mà nè. Ý là tôi nâng mát điểm cho nó là quay luôn rồi đó. Mát điểm luôn rồi đó nha. Seventeen Rystall đúng không? Hồi nãy tôi chưa có lấy Rystall đây. À, tôi cũng nặng luôn. Vứt ra đi. Tôi lấy phân nửa thôi. Ui, khổ thế. Thôi từ từ lụm mày sao đi. À, bỏ Seventeen vào đây. Và đây là cần 2000 Rital thôi. 2000 cái cục này nhiêu đây? 2400 hả? Bỏ ra bớt đi. Ôi, bỏ ra bớt mà tôi cũng đéo đi được luôn. À, vứt. Cái level của tôi hình như là đã mát cây rồi. Tại cái season này á, tôi cũng không tính là nâng điểm nhiều. Tôi nhiêu đây là tôi chơi đủ rồi, không sao. Còn cái việc mà vận chuyển đồ đạc, quay vũng các kiểu này nọ thì chịu khó một tí thôi, không vấn đề gì hết. Chỉ cần chúng ta có cái máy này là được. À, cái máy này bá lắm. Cái máy này tốc độ ráp nó nhanh, mà tôi cho anh em coi là cái nó ráp được cái gì nha. Nó đỉnh của đảng luôn. Tạm thời tôi để ngoài đây luôn. Unpower nó chạy bằng ga online. Ga online thì chúng ta nấu một tí ga thôi là được. Tôi nhớ còn dư 4 cục ôi đúng không? Đây. À, bỏ da vào. Yeah. Và cái dự định sắp tới của tôi là tôi sẽ không có xây nhà gần đây. Tôi sẽ xây nhà ở cái vùng tuốt bên kia kìa, để tôi tem con chim cái đã. Tôi làm cái này xong rồi tôi tem con chim. Tem con chim xong rồi đó tôi mới di chuyển tới cái nhà bên cái hướng nhà dự định mà tôi sắp nấu sắp dời qua tới. Tại vì sao anh em biết lý do tại sao mà tôi không xây ở đây không? Ở đây thì địa thế nó cũng ok lắm, địa linh nhân kiệt. Nhưng mà vấn đề là ở đây á, khủng long nó spawn ra rất là nhiều, anh em thấy nè. Lâu lâu nó con Ronto ở đầu trên trời nó rơi xuống nè. Hai ba con Ronto, anh em nghĩ là tôi xây cái nhà ở đây cái nó đi vô nhà tôi mới làm rầm sao mà tôi sống nổi, đúng không? Cái thứ hai á, là tôi tính đặt mấy cái hàng rào spear ở đây nè, để cho hàng rào gai á, để cho mấy con thú nó đừng có lẩn vẩn gần đây. Nhưng mà hàng rào gai á thì nó kiểu như là nó làm gây sát thương cho mấy con khủng long.
nó giận quá, nó đập luôn cái nhà tôi thì hư tôi luôn, cho nên là không được. Ok, bây giờ mình thử bỏ một tí tất cả metal vào đây coi. Không, cái này tôi phun không được nè, bực cái mình chỗ đó đó. Đây tôi lấy hết tất cả metal on và tôi bỏ vào đây, sau đó tôi đây cái đồ. Sao mà tôi thấy nó cái tốc độ nấu nó nhanh lắm mà ta. Cái này chắc là tôi phải cần phải chỉnh lại anh em, nhưng mà không sao, cái này tập này thì tạm thời chưa đâu, tạm thời chưa. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ đi kiếm đạn, đi làm đạn Eternal đắt để tôi qua bên kia tôi tem con chim. Hiện tại tôi đang có 9 viên đạn đắt đúng không? 9 viên đạn đắt, mà để làm được đạn đắt thì chúng ta cần phải làm viên đạn thường. Viên đạn thường thì chúng ta cần than đốt. Bỏ hết mấy này đi. Lấy một này thôi, lấy nhiêu đây thôi là đủ rồi. Hả? Nó mới tồn chi? Ok. Tôi cần làm gân bao đờ nữa chứ. Cần làm gân bao đờ thì chúng ta cần cái này. Moto. Moto đây. Full no sky. Hồi tối này á là tôi nghiên cứu rồi, tôi đáng lẽ là tôi chỉnh cái ủa sao kỳ ta. Cái này nó ráp hơi bị sai nè. Cái này nó bị cái gì rồi nè. Nó ráp hơi bị sai rồi. A low wrapping of resort. Data wrap table. My com à. Anh em thấy. Ui, cái đéo gì vậy? Ok, cứ để nó ráp đi, cứ để nó ráp đi. Tập này từ từ tập sau tôi sẽ chỉnh nó lại. Chúng hết rồi tôi làm gân bao đờ cái đã. Gân bao đờ thì có bắt bao đờ clean 100 cái. Ok. Và tôi đi lấy Naco Berry. Naco Berry tôi đang hết. Và không biết là con chim hôm bữa tôi đóng lồng nó lại, không biết nó còn đó hay không, hay là nó bay mất tiêu rồi. Tại vì thường thường á, khi mà các bạn vào game á, cái map á, nó load chưa kịp á, thì những cái công trình của tôi là nó load sau cùng hết. Cho nên á, khi mà những con thú mà nó xuất hiện rồi mà cái lồng của tôi chưa xuất hiện là nó có thể bay ra ngoài luôn. Đại khái là như thế. Để tí nữa tôi qua bển tôi coi như thế nào. Và bây giờ chúng ta chỉ cần làm vài viên đạn mà thôi. À, cái này hả? Hai cái này có thể anh em thắc mắc đúng không? Có nghe là trong quá trình tôi test đồ á anh em, có nhiều cái item mà tôi chưa biết lắm, bây giờ tôi phức nè. Để anh em nói mất công tôi ăn gian chứ không gì. Có nhiều item ở trong đây tôi chưa biết, tôi nghiên cứu đường lối chính trị nữa. Mặc vào đây. Armor, gunpowder và metal. Ok, như đó là đủ rồi. Cái này làm tôi thất vọng quá ta. Cái này làm tôi thất vọng nhờ. Đó, tôi rõ ràng là tôi ráp on luôn rồi đó. Đó. Cứ mỗi lần nó ráp xong cái nó ngưng à. Đây tôi coi nó làm sao. Nè, 4 cái nè, cái nó ngừng. What the fuck không? Thôi dẹp bà mày đi. Để đó tập sao, uổng công mình đầu tư vô nó anh em. Cái này có pick up ha, demolish gì lại được không? Cái này demolish được nè, pick up được nè. Ok, được. Có gì tôi sẽ demolish nó luôn. Đó, thu hồi vốn. Mà thu hồi có phân nữa à.
Hoặc là tôi để đó sau này tôi làm mấy cái đồ hiếm hiếm, tại vì cái đó cũng cần thiết cho sau này nữa. Còn để làm được cái forge, cái indus forge này á, thì cần 2.500, 2.500 metal, mà bây giờ tôi đâu có metal nhiều nữa đâu. Để tôi xem coi, metal ingot lấy hết qua đây 800 mấy, có 800 mấy thôi. Ok, đại khái là lấy hết rồi. Rồi, đến bắt đầu của mình xong chưa để mình biết mình làm đạn coi. Ok, là bỏ đây và mô. Làm được 6 viên. Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi nè. 6 viên là quá đủ rồi, 14 viên luôn rồi hả? Được. Một trăm cái, 2 viên nữa, được được được, ok. Và bây giờ tôi sẽ ráp cái đèn viên đạn đắt, viên đạn đắt thì chúng ta ráp ở Eternal Workbench luôn. Sau này á, tôi sẽ đi đánh boss và lấy element á, cái đạn element mà đạn đắt á, thuộc loại đạn đắt á, anh em, nó sẽ là cái số đạn mà nó to, nó cái turbo nó to nhất trong cái Eternal này luôn. Và nó có berry. Ui, con Eternal ta ráp mà nhanh vãi cả đấy. Ok, và bây giờ tôi đi qua bên kia để che thêm con chim. Có con chim là tất cả. Có con chim là có tất cả. Ok. Tôi nhớ là hôm bữa tôi xây cái nhà ở đây nè. Nó mất tiêu rồi. À, nó bên đây mà, nó bên đây. Đường lớn đây. Ok, hello chim. Chim đâu rồi? Ồ, nó bay. Ồ, bay làm sao mà được mà bay. Ok, để cho cái tạo cái tính an toàn thì chúng ta sẽ, tôi có chuẩn bị trước khi đi, tôi có chuẩn bị một cái này đó, cái tủ đồ để tôi chặn nó lại. À, bay đi ngon, bay đi được không? Ok, con chim của chúng ta là 108.790 level, vãi cái đấy. Đấy, giờ mới thấy cái số turbo nó kinh khủng như thế, cái số level nó kinh khủng như thế. Và bây giờ thì tôi sẽ cho anh em xem cái turbo nó đâu. 18 triệu 2. Ok. Ok, và bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem là 18 với 25 26 viên đạn của tôi thì 18 triệu 2 nó có xi nhê gì hay không. Để tôi thử, tại vì từ lúc mà tôi chơi game giờ tới giờ tôi chưa có test thử cái súng này nó như thế nào, cũng như là chưa hiểu được rõ cái turbo như thế nào. Nhưng mà theo tôi biết á, cái viên đạn này á nó có hiệu ứng trong vòng 10 giây, mỗi giây nó sẽ giật lên một số turbo nhất định. Thì để tôi xem coi là hôm nay sẵn tôi test cho anh em xem là cái viên đạn của tôi là bao nhiêu turbo, cũng như là 10 giây thì nó sẽ được bao nhiêu ha. Ok anh em xem nha. Viên đạn đầu tiên. Hình xéo. 100, 200, 300, 400, 500. À, mỗi lần nó lên 100 ngàn và nó giật tôi đoán là 10 lần. À, đúng 1 triệu rồi nè anh em ơi, đúng 1 triệu luôn. Có nghĩa là bây giờ nó mọi mọi cái viên đạn này, bây giờ như vậy là chúng ta sẽ biết được cái thông tin là viên đạn này mỗi lần nó giật sẽ là 100 ngàn. Ok, 100 ngàn có nghĩa là mỗi mỗi viên là 1 triệu, 18 triệu là 18 viên. À, trừ đi cái khoản mà cái turbo nó hồi thì cũng 19 viên được. Chơi. Rồi rồi rồi, con này hôm nay là sống chết với tôi rồi. À quên nữa, chết bà, tôi chưa có, tôi quên đem thịt. À, tôi có đem thịt, tôi đã đem thịt, nhưng mà tôi quên làm cái lọ theming rồi, không biết là nó có sao hay không. Từ từ từ, để cho tô bồ nó hồi đi, tô bồ nó lên tí nữa chứ tôi bắn vậy thì không biết là tô bồ cái hiệu ứng nó có cộng dồn hay không. Nãy giờ tôi bắn mấy viên rồi ta, chắc cũng 4 5 viên ha. Ồ, như vậy là nó không có cộng dồn rồi anh em ơi, phải bắn từ từ, phải bắn từ từ, phải bắn từ từ. Hồi nãy 3,5 triệu đúng không, bây giờ 4,5 triệu, gần 4,5 triệu tôi bắn phát nữa để bắn về hao đạn chứ không gì.
Bán dao đẹp nè, cho nó giật một 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 ít tô thì không có vấn đề gì, nhưng mà để mình lố quá thì bắn lố quá nó không cộng vô thì rất là lỗ với mình luôn. 5 triệu 2, 5 triệu 4, 5 triệu rưỡi. Rồi 5 triệu rưỡi nó dừng rồi. Tao chặn cái cửa xong thì bay được. Tao chặn cái cửa xong rồi bay được 5 triệu rưỡi đúng không? Giờ là 6 triệu rưỡi. Canh trước vài giây. Rồi nó bay đi. Rồi đó, bắn là đẹp luôn, bắn là đẹp luôn. 6 triệu rưỡi đúng không? Giờ là 7 triệu rưỡi. 7 triệu 1, 7 triệu 2, 7 triệu 3, 7 triệu 4 và 7 triệu rưỡi. Hình chéo một cái nữa. Cứ thế mà chúng ta tính được. Đỡ tiết kiệm đạn rất là nhiều. Ok, cứ thế mà chúng ta phang thôi. Ok, và chỉ còn một viên nữa thôi là nó xong rồi. Ok, xỉu đi em. Thoải mái đi em. Một cái bật liền. Anh em thấy á, là anh em để ý dưới cái ống turbo của nó có để là 137 Eternal Remit, 205 Alpha Mid và 3265 Round Remit. Hiện tại mình đang có Round Remit thì mình để cho nó là ăn 3000 mấy cái Round Remit. Còn cái Eternal Remit là cái gì thì đây đây, tôi sẽ cho anh em xem được cái mít của nó, cái loại thịt của nó. Đây có hai loại. Eternal là để cho nó kiểu như nó Eternal Alpha thì để cho giống như là có cái tên Eternal vậy thôi. Chứ thực chất nó hai loại đó là loại Remit và loại loại Alpha Mid. Thì hai loại này thì thực sự mà nói là cũng khá là dễ làm. Chứ không có gì khó hết. Khá là dễ làm, nói trắng ra là rất là dễ làm. Và bây giờ tôi sẽ về nhà, để nó ở đây đi. Tôi sẽ về nhà, tôi làm hai cái loại đó rồi tôi quay lại. Ok. Hai loại đó dễ èo à. À, và sẵn trên đường đi về tôi sẽ hỏi anh em một vài thứ mà tôi không biết. Đó là cái thứ nhất là tôi thấy một số người nước ngoài chơi á, kiểu như là người ta có gắn một cái ống nhòm sẵn ở trên người người ta luôn á. Khi mà mình rào vào con thú nào thì nó sẽ hiện thông tin ở bên góc bên đây nè anh em. Đó. Thì mà sao mà tôi để ống nhòm mà kiểu như làm cách nào như vậy á. Chứ mỗi lần mà cầm ống nhòm thì nó hơi bất tiện anh em hiểu không? Shit, cái đéo gì vậy? Cái đéo. Fuck, fuck, no, 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 thôi, 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 được rồi. Thôi,
thôi, được rồi, được rồi. Holy shit, cái con này là cái con ở trong DLC. Đây là lần đầu tiên mình thấy cái con này ở ngoài trong game luôn á anh em. Ở ngoài game sinh tồn như thế này luôn. Còn lúc trước là mình thấy ở trên trailer không à. Cái này là cái con gì ở dưới lòng đất ở trên ở trong DLC DLC Extinction á. À, ghê vãi đấy, giờ mình mới thấy á. Tại vì mình đang chờ cho cái narcotic của mình xong nè, ai ngờ nó quét một cái một ủi narcotic mình còn sống luôn kìa. Má. Cái mô tô của mình bất tử rồi. Ok. À, nhà mình ủi hơn cái bàn này còn luôn. Đúng hai cái vật mà mình đang cần luôn. Rồi bây giờ timing. Thiếu spoiler. Rồi, xong vừa đủ luôn. Đây. Như vậy là chúng ta đã có chim rồi. À, chết con Stego của mình luôn kìa. À, con chim của mình đang xỉu à. Rồi timing bằng 0 luôn kìa, mới ghê chứ. Cắn vô bạn ơi. Ấy. What the hell? 0.2 hả? Cái này nó đùa mình kìa. Ủa 0.2 luôn kìa. Ui phải cái đái. Mình về mình lấy hai cái cục alpha mid mình qua cái đã. Quýnh lộn đi nhưng mà vẫn lộn. Đúng rồi, quýnh đi. Mình đứng này mình hưởng lợi chứ không gì. Đó, rớt đồ ra đi con, rớt đi. Eternal Blighting Blow Stalker. Nó cái tên nghe chất vậy. Ủa nó quýnh gì không thấy mất máu gì hết trơn trời. Ui, con này có vẻ như đẹp quá anh em. Ui. Ui, what the fuck, nó dí thiệt kìa. Mình lo mình coi con mắt ma nó quýnh ai ngờ. Con quỷ nhờ nó dí tôi. Chịu nổi không? Tôi có chế tạo được miếng nào nữa không trời? À, không có Dino Head luôn, cay nhờ. Cho nó ăn cái này được không ta? YouTube xem accident hả? Thử coi. Dino Blow, XP, viên đạn. Ok, để tôi qua bên kia tôi coi coi. Má mong là nó nhích lên một miếng nào á. Má, tôi không ngờ tem bằng Round Free Meat mà nó lâu vậy luôn á. Ui con quỷ, ui con quỷ, quỷ tôi mới nói luôn. Sao không thấy nó? Giật. Má đứng đây tôi bay qua bên kia được không ta? Chắc không nổi rồi. Chắc không nổi đâu. Không nổi đâu. Để tôi đi qua đây. Được. Giọt. Come on. Quá, hơn là tôi nâng tốc độ chạy nhanh đấy. Nếu mà không còn cách nào khác thì tôi bắt buộc tôi phải đứng lên tôi chờ nó thôi. Alpha Mid bỏ vô. Ui lên được không 1-2% mà chết luôn. Bỏ này vô. Cái này để tem accident cho nên là không có tác dụng với con này. Như vậy đứng đây phải chờ nó thôi anh em à, phải chờ nó thôi. Không cách nào khác cả, tôi đâu không ui nó giết tôi còn có ăn kilo tôi luôn rồi kìa. Ok, cuối cùng cũng xong rồi anh em ơi. Và nó đã ngốn hết của mình hết tới tận 2.000 mấy, gần 3.000 remit. Rất là may là mình đi ăn thôi.
À, tụi mấy cái tụi ăn thịt đó nó hoành hành bá đạo quá, rất là may nó giết con Rondo và nó không thèm ăn thịt, mà mình lại mình chặt con thịt nó, rất là may là khi là nó không có phát hiện ra và mình đã có thịt cho con Remus ăn, cho con quỷ chim ăn, và vừa đủ luôn số thịt, vừa đủ luôn, mình cũng hết thịt rồi, không xong là cũng mình cũng chả biết làm sao mà tính nữa. Ok, và bây giờ tới lúc mà thừa hưởng thôi nào, tới lúc tận hưởng chứ. Và mình nhân cơ hội mà con chim này nó chưa bị reset điểm đó, thì mình sẽ farm thật là nhiều mấy cái DNA, mình sẽ farm thật là nhiều đi DNA và Dino Head. Rồi, tới rồi nha, một hit một con nha, 259.000 ngang. Bơi vô đây hết cho anh, bơi vô đây hết cho anh. 40 dịch này hơi lâu rồi đấy. Đâu 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 con mắt mắt ma hồi nãy đâu? Thôi con mắt ma đó mình tính tem cho nên giết nó uổng lắm. Ui con này nhìn cái hiệu ứng nó hơi bị chói mắt rồi em. Mình để mình tắt hai cái này cái đã. Light Sharp nhìn đỡ chói mắt hơn. À thì ra nó cũng vậy. Ui cái gì vậy? Ui căng thế, căng nhờ. Ui căng nhờ. Mình vô mình ăn thôi nào, ăn thôi nào, ăn thôi nào, ăn thôi nào. Đâu bố vô đây, bố vô đây. Ui ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. Giết hết, giết hết, tôi giết hết, tôi lo hết. Mày vô đây luôn. Phải tranh thủ đi farm anh em à. Cái con mà tôi tính giết là cái con Tết này nè. Tôi đang rất là cần cái con Tết Tết kiểu này nè. Ăn thôi hết, ăn thôi hết. Ui lắc thế nhờ, lắc quá anh em à. Phải như thế. Đây coi, coi mình thu hoạch được bao nhiêu rồi. Wow, má bỏ hết mít ra đi, bỏ hết mít ra đi. Round đi. Ok, round mít. Bỏ qua đây, bỏ qua đây. Và vứt cái này. Đây coi mình thu hoạch được cái gì. Dino Head và DNA. DNA mình có 44 được. Mình phải thu hoạch hết Element Sharp hả? Thì từ từ tính sau. Mình phải giết mấy con bá bá mới được. Mấy con mà Alpha, kiếm mấy con Alpha giết. Mấy con này bèo lắm. Đây đây lên Alpha lên đây. Tới giây phút mà chúng ta đi farm rồi. À để tập sau là tụi đó nó không có ấy được. Ê da, what the fuck? What the fuck? Holy shit man. Holy fuck. Thôi chạy 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 chạy. Ui, chạy máu rồi, chạy máu rồi. Ăn vô. Ui, mình biết cái con Thylacoleo nó nhảy vô người mình mà mình đâu có biết được là nó chụp mình thôi. Ui, nhưng chút chết rồi. May á, là có cái giáp á. Không là ăn cứt rồi. Má mấy con thì là cô leo ghê quá. Đây, 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 ví dụ như con này đây. Đây. Alpha. Ui, con gì cả, Petrol đúng không? Con Petrol, Eternal Petrol nè. Eternal Petrol. Ui con này trâu nha. Hai hai bước vào đây. Ui chết luôn hả, ghê vậy. Ui Eternal Petrol rồi, farm đã nha.
À, vô đây sợ mấy con Thylacoleo chứ không gì. Thử mình chơi mình con Alpha đó coi. Eternal Alpha nè, 200 mấy nè, con này bèo nè. Ôi. Ôi, ngon ngon được. Chơi luôn. Thăm hết luôn. Farm á, để chúng ta để có đồ để làm thịt anh em, để sau này mình muốn đem con gì là mình chỉ cần mình làm cái cây cái lọ timing là cho nó ăn thôi, chỉ đơn giản thế thôi. Nãy giờ mình thu hoạch được gì nhờ, vứt hết mít luôn, mít tầm gì tầm này, mít không cần. Ôi rõ ràng tôi vứt hết luôn đó, sao nó vẫn còn nhờ. Rất ngon, kỳ á, vứt từng cái ra đây. Ok, Dino, Dino DNA, Dino Head. Giết con nào mới có nhiều Dino DNA với Dino Head ta? Cái này là toàn nó cho mình ngọc không à? Ok, cái vùng đất mà tôi định nói anh em là đây đây đây, tôi sẽ định cư chỗ này nè. À, chỗ này là hợp lý luôn, chỗ này là tuy là nó có hơi vắng vẻ, nó hơi buồn một tí nhưng mà không sao, mình có tele bọt cho nên là muốn đi đâu cũng được. À, bên đây cũng có một con đây. Hồi nãy giết tao, hồi nãy phá nhà tao. Lấy chắc nhiều đá lắm à. Ui, Sunfua hả? Sunfua. Lấy nó nhiều Sunfua. Ui. Con này trâu vậy. Ui. Con này hai ba hit lần á. Ui, cắn tao. Cắn tao. À, con bò xanh. Ok. Hình như mấy con bò xanh này nó nhiều miễn nhiễm với mình thì phải, tại vì theo hồi nãy mình thấy là mình đánh nó như vậy không có lên turbo, kiểu như lên turbo ít hay sao á anh em. Để tôi thử đi, có con nào mà không không one shot không ta? One shot nhiều vậy, tôi kiếm con nào tôi test đam coi. Thử con này coi. Ok, để tôi thử coi nó có lên turbo hay không. Khoảng chừng 37.000, 49.000, 62.000. Ồ, có 124.000 một hit à anh em. Tính ra nó cũng ngang ngửa với, ô không, nó thua xa với cái viên đạn đắt của mình nữa. Như vậy là không có trông cậy vào mấy con này được rồi. Như vậy mình phải làm đạn đắt thiệt là nhiều. Mình sẽ bây giờ cái season này mình chơi đạn thôi, mình không có chơi chơi thú nữa rồi. Thú cái tô bồ đánh lên nó quá kém. Thử mấy con alpha này thử coi, alpha này có vẻ như mạnh nè. Ok, Eternal alpha 41.000. Ui, cái đam con này nó to quá, cái máu con này nó ít, máu con này nó ít mà tô bồ nó nhiều cho nên là đánh nó dễ chết hơn so với là chúng ta tem nó bằng tô bồ mấy con chim. À đây đây, tôi đang cần mấy con này đây, À, có. Ok.
Thì tập này hôm nay tới đây thôi các bạn, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên để lại một like, subscribe và chia sẻ video này cho mọi người được biết nha. Nếu mà anh em có ý kiến gì về video này, các bạn có comment bên dưới hộ mình. Và bye bye.